Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất vui gặp lại các bạn ở video hôm nay. Thì video hôm nay thì mình cho các bạn xem cái bài lớp bớt của mình. Thì đây là cái bài lớp bớt sinh sản nhà mình. Thì hôm nay là cũng cuối năm rồi, thì cũng đã tới mùa nó cũng đã sinh sản được một năm trời rồi. Thì bây giờ mình đang cho nó nghỉ hè các bạn. Nó nghỉ hè chứ bây giờ là nghỉ đông rồi. Mình đang cho nó nghỉ đông, nghỉ dưỡng để sang năm thì vô bắt đầu mùa vụ mới. Đó, thì mình sẽ bắt đầu mình ghép lại mấy cặp lớp bớt của mình. Thì hiện tại ở trên đây thì nó chắc tầm 30 mấy cặp. Không viền với có viền luôn các bạn. Không viền với có viền luôn. Mà đa số là không viền nhiều hơn. Mình thích chơi không viền hơn nên mình mua con giống không viền nhiều hơn. Còn mấy con có viền là đợt đầu mình mới chơi á, mình nghe theo mấy anh em nói nên mình mua thôi, nhưng mà mình chơi một thời gian mình không thích chơi con viền nữa, mình không thích chơi mấy con có viền nên mình chuyển qua chơi không viền. Đó, đây là bầy không viền của mình, có một số con có viền thôi. Đó. Thì không viền thì mình thấy nó to hơn. Đó, không viền mình thấy nó to hơn, nó gần gũi với người hơn, nó dạng hơn. Còn có viền thì nó nhát lắm, nó nhỏ con hơn nữa, mà nó nhát nữa, nó mới gần gũi với người. Đó, khó thuần lắm, nói chung con không viền thì nó khó thuần. Đó, nên mình ưu tiên dòng không viền hơn, còn dòng có viền thì mình không thích. Nhưng mà con có viền á thì nó có cái đặc điểm nổi trội là nó đẹp từ nhỏ các bạn. Nó đẹp từ nhỏ. Còn con không viền thì đợi nó thay lông rồi này kia nó mới đẹp, còn lúc nhỏ thì nó hơi xấu. Lúc nhỏ thì màu nó lọt lọt á. Nó hơi xấu. Lớn rồi bắt đầu nó thay lông trưởng thành lên này kia nó mới đầu đậm màu lên này kia. Thì sau một quá trình sinh sản á thì chim á thì mình sẽ cho nó nghỉ ngơi. Như lớp bớt, nói chung đa phần thì phần cuối năm thì mình chỉ cho nó nghỉ ngơi một thời gian. Lớp bớt thì mình để cho nó nghỉ ngơi độ tầm 3 tháng, 4 tháng, 1 quý. Mình cho nó nghỉ ngơi 1 quý. Mình cho nó nghỉ ngơi 1 quý, mình cho nó ra cái chuồng này để cho nó bay nhảy. Nó bay nhảy trong đây cho nó thoải mái. Mà có mấy con mình thả đây nó đâu có chịu đâu các bạn. Nó cứ nhìn vô cái chuồng, nó cứ nhìn vô cái trong đây nè, cái dãy lồng để của nó đó, mà nó cắn lưới này kia, nó cắn mấy cái lưới này của mình nè các bạn. Nó cắn rồi ngày nào ra nó cũng lâu lâu cái nó khoét cái lỗ cái nó chui ra này kia. Trời ơi, mình nhức đầu với mấy con này luôn. Cho tụi bay nghỉ ngơi mà tụi bay cứ muốn đẻ hoài. Nó cứ là đó, mấy con nó chui chui trên cái góc đó, là nó cắn lưới đó các bạn. Nó cắn lưới để nó chui vào dãy bên đây, nó chui vô tổ nó đẻ. Cái mấy con này mà bây giờ mà mình thảy vô là độ tầm một tuần sau là có trứng liền các bạn. Mấy con này nó hàm đẻ lắm. Mà cho nó nghỉ ngơi, tại vì gầy một con giống cực khổ đó. Chạy ra chóc dãy nuôi bán sống bán chết như hàng con giống chứ đâu phải giỡn đâu thôi các bạn. Còn mấy người nào nghĩ mà nuôi mấy con lên được một con giống là dễ thì mình chịu, chứ mình nuôi chạy ra chóc dãy ra được một con giống tốt á, chứ nhiều khi nuôi 10 con lớn lên xài được có mấy con chứ đâu phải là đơn giản đâu. Rồi cũng gầy được một con lớp bớt giống thì nó cũng phải mất một năm trời. Nuôi từ chim non lên nó phải gần một năm trời, 9-10 tháng. Một năm thì mình bắt đầu mới cho nó bắt đầu nó sinh sản. Đó. Nên mình rất là quý mấy con hàng sinh sản.
À, nên thường thường giá hàng sinh sản thì nó cao hơn hàng bình thường là dĩ nhiên. À, còn cái bạn nào á mà cho nó để liên tục đi, nó để liên tục một thời gian, nó mà gặp cơn gió độc hay là khí hậu trở trời gì đó, nó yếu nó lật nó chết thì kia là mệt mỏi, mình phải gầy giống lại từ đầu nữa nên nó cực khổ lắm. Mà nhiều khi mình đi mua con giống, mình mua trúng mấy con giống dởm nữa ngày kia, nó khó lắm. Nên cái con giống xịn đó thì mình phải nâng niu, nâng như nâng trứng các bạn. Đa phần chim của mình bây giờ là mình cứ để giống này nè, rồi mình cho nó đẻ ra, xong rồi mình lấy chim non đó, mình là dưỡng tiếp, rồi năm sau mình mới xài. Mình nuôi chim là mình mấy cái dòng này đổ lên là mình phải tính bằng năm, chứ mình không có tính bằng tháng đâu nha các bạn, mình phải tính bằng năm không á. Chơi chim dưỡng tính, chơi chim dưỡng thần thì dưỡng tính gì đó là phải tính bằng năm á, chứ mình tính bằng tháng hay này kia mình chờ đợi này kia là không có được đâu. Còn muốn chắc cú á, là mình phải bỏ ra một cái số tiền cũng cao để mình mua những con giống mà hàng tốt, sinh sản này kia, để mình về mình có thể trải nghiệm được liền thì mình phải bỏ tiền cao hơn. Còn tiền mình ít đó thì mình mua chim tơ về mình dưỡng bèo bèo cũng phải 8 tháng này ha, 8-10 tháng mới bắt đầu mình xài được này kia. Đó. Chim giống của mình cũng vậy, mình đầy năm nay sẽ dưỡng, năm nay để rồi năm sau xài, mình xài được một thời gian cái mình lại bảo dưỡng. Mình bảo dưỡng nó tiếp hả, mình thả vô đây cũng có nhiều cặp chim tơ nữa này kia, chim tơ nó đẻ ra mình thả vô, còn một số chim tơ mà nó mới lớn á này kia, nó chưa có cứng á, nó biết ăn rồi mà nó chưa có cứng á này kia, thì mình sẽ để những cái lồng nhỏ ở trong trong kia kìa, để riêng ra khi nào mà nó cứng cáp đồ này kia, nó thay xong một đợt lông á thì mình sẽ ra cho nó ra vì nó để nó bắt cặp nó này kia kia nọ, thì xong rồi năm sau mình sẽ cho nó sinh sản. Đừng bóc lột chim quá sức nha các bạn. Mấy con mà nó kiếm ra tiền thì mình hãy nâng niu nó, mình bóc lột nó quá nó chết là mình phải mua lại con giống mới đó. Có nhiều người cứ xuống hay nhắn tin cho mình mua con giống mới là như vậy, tại vì một một là họ mua trúng con giống dởm, hai là con giống của họ bị chết. Mấy con này nó hay đi theo cặp, là nó bắt cặp rồi là nó đi chung với nhau rồi, các bạn thấy không, nó theo cặp hết trơn à, nó không có đi, nó đi riêng đâu, là tụi nó cứ vô cặp với nhau rồi á, là con trống đi đâu rồi con mái theo đó, hai con mái đi đâu con trống theo đó, thì nó đi theo cặp hết trơn, nó đi cặp kia. Đợi hết mùa đông đi, tới mùa xuân thì mình sẽ hãy vô cho nó bắt đầu mùa vụ mới. Còn bây giờ thì cứ cho nó ở đây cho bay nhảy thôi. Còn đồ ăn các bạn, bà cha tụi nó, mình cho ăn đủ, mình cho ăn mấy hạt ngon á, nó ăn sạch hạt ngon hết trơn, trừ hạt kê lại, xuống vuông rồi này kia, ăn sạch bách, trừ kê không à, kê với lại yến mạch lại, hạt cam rồi mấy cái hạt láng rồi yến vuông, ba khía rồi cái kiểu ăn sạch trơn, trừ hạt kê lại. Này ngày mai mình phải cho nó ngày mai mình phải cho nó nhịn đói để cho nó ăn mấy cái này. Cho ăn hết để mình thay đồ ăn mới, chứ giờ mình giờ cứ chăm đồ ăn mới vô cái nó lại ăn mấy cái hạt hướng dương tiếp, mà hồi sau là nó dư một đống kê. Cái con này nó khô với nó lựa đồ ngon nó ăn không à, đồ dở nó để lại nó có ăn. Đấy, đồ ăn như vỏ không à, hướng dương người kia ăn hướng dương không à, chứ mà kê nó ít ăn nữa, nhưng mà phải có kê mới được, không có kê nó mập lắm, thì phải có giống như cơm gạo đó, ăn mới có cơm gạo chi chi nọ nữa. Ngày mai mình sẽ cho nó đói một bữa, cho nó ốm bớt, cho bay ốm bớt, cho ăn nhai bớt cái đống kê này, khi cái đống kê này nó vơi đi thì mình sẽ đổ thêm mấy đợt
hạt mới vô để cho nó bào. Một ngày nó bào gần nửa hũ nha các bạn. Kinh lắm. Rồi. Rồi video tới đây cũng hết rồi. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu mà các bạn thấy cái video của mình bổ ích và thú vị thì các bạn hãy cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like để mình có thể vui hơn và mình có tự tin để mình làm thêm nhiều video mới cho các bạn xem đó, để các bạn có thể cùng mình theo dõi cái trang trại của mình nó càng ngày nó phát triển như thế nào đó. Thì và các bạn muốn mình làm những cái video về những cái tiêu đề gì á thì các bạn cứ comment cho mình, thì mình sẽ tổng hợp cái tư liệu này kia kia nọ, vào thời gian rảnh thì mình sẽ bắt tay vô mình làm các cái video để cho các bạn tham khảo đó. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.